mọi người, qua mấy ngày Tết thì chắc chắn là các bạn đã ngán những món dầu mỡ lắm rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm kem chuối. Đây là một món tráng miệng rất là dân dã và gắn liền với tuổi thơ của mình. Món này vừa dễ làm mà lại vừa ngon nữa. Nguyên liệu cũng không có phức tạp tí nào, chỉ cần chuối. Chuối thì mình mua chuối câu, không biết có phải là gọi là chuối câu không hay là chuối hột. Tiếp theo mình cần có nước cốt dừa. Ngoài ra hai thành phần không thể thiếu đó là đậu phộng và dừa sợi. Ở đây mình không có sẵn dừa sợi nên mình sử dụng cái dừa này. Tí nữa mình sẽ nấu nó chung với nước cốt dừa thì nó sẽ mềm ra và ăn rất là ngon. Chủ yếu là mình bỏ vô trong cái kem chuối để nó có độ sực sực khi mà mình nhai á các bạn. Bước đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái nồi để nấu nước dừa. Hôm nay mẹ Hằng có phụ bếp đây, đó nó sẽ giúp mẹ Hằng đổ nước dừa vào trong nồi. Bây giờ Donut sẽ giúp mẹ Hằng khuấy đều. Cái nước dừa này các bạn không có cần phải nêm nó thật là ngọt đâu. Tí nữa mình chỉ cần bỏ khoảng một muỗng canh đường vô để cho nó có vị ngọt thanh thanh thôi. Tại vì chuối thì nó đã ngọt sẵn rồi. Sau khi nấu cho cái nước dừa này nó loãng ra thì mình bắt đầu cho hai muỗng canh vụn dừa vào. Cái vụn dừa này là cái vụn dừa sấy khô nên các bạn đun với lại nước dừa thì nó sẽ mềm hơn. Nó cũng làm cho nước dừa của mình sánh hơn nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường nha. Sau khi cho đường thì mình sẽ khuấy đều. Mình nêm thử coi vị ngọt đủ chưa nha. Ngọt thanh như thế này là được rồi, không cần phải ngọt nhiều đâu. Nếu như mà các bạn thích nó ngọt nhiều thì cho theo khẩu vị. Nhưng mà lúc nãy mình có nói đó, chuối nó ngọt sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ đi pha một ít bột năng để bỏ vào đây cho nó sánh lại. Để làm sánh cái hỗn hợp nước dừa này á, thì các bạn có thể pha một muỗng cà phê bột bắp với lại khoảng một muỗng canh nước, xong rồi khuấy đều và đổ vào trong cái nồi này là nó sánh lại à. Rồi, vậy là vừa đạt rồi đó. Mình sẽ tắt bếp và mình bỏ cái nồi này qua một bên cho nó nguội. Trong khi đó thì mình sẽ đi xay một ít đậu phộng. Đậu phộng á, thì mình sử dụng loại rang sẵn này. Nếu như mà các bạn không có mua được cái loại rang sẵn như thế này á, thì có thể tự rang. Sau đó các bạn bỏ vỏ đi và giã nhuyễn. Mình lười giã quá nên mình bỏ vào đây xay cho nó nhanh. Ở đây mình có 8 quả chuối thì mình sẽ xay như đây đi. Rồi, chuẩn bị có tiếng ồn nha, mình bắt đầu xay đây. Các bạn không có cần phải xay nhuyễn quá đâu, cỡ như vậy là được rồi nè. Tí nữa mình sẽ rắc lên trên kem chuối là vừa ngon luôn. Sau khi hỗn hợp nước dừa đã nguội thì mình sẽ bắt đầu ép chuối ra để làm kem chuối. Khi mà ép chuối thì mình chuẩn bị một cái thớt như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ lột vỏ chuối ra. Chuối các bạn để cho nó chín thật chín khi làm sẽ dễ hơn nha. Đó, đầu tiên mình sẽ lấy một miếng màng bọc thực phẩm, mình lót lên trên cái thớt. Rồi, sau đó mình sẽ cho trái chuối vào. Đó, các bạn cho nó vào giữ như thế này nha. Xong rồi mình gấp cái màng bọc thực phẩm lại. Và mình dùng một cái gì đó nặng nặng để mình ép lên trên cho nó dẹp ra. Chuối chín rồi các bạn dễ ép lắm. Ép ngang ép dọc cho nó dẹp dẹp ra một chút. Các bạn ép sao cho cái độ dày nó cỡ này, khi mà nó lạnh lại không có bị quá cứng để các bạn cắn á, là được. Đó, dày như vậy là ok luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra lại, bỏ lên trên một ít nước dừa. Các bạn dàn nước dừa ra thành một lớp lên trên bề mặt của miếng chuối nhé. Đó, như thế này. Cái này vừa có nước dừa vừa có vụn dừa, khi mà nó lạnh là ăn ngon lắm đây. Đó, các bạn bỏ một lớp như thế này nha. Tiếp theo mình sẽ rắc đậu phộng lên. Ta-da! Vậy là xong. Chỉ cần bỏ vào tủ lạnh cho nó lạnh lại rồi ăn thôi. Thì mình gói lại cho nó đẹp nha. Tí nữa mình làm xong hết rồi thì mình sẽ bỏ nó vào một cái hộp thủy tinh chịu nhiệt như thế này, rồi mình bỏ vào trong ngăn đá cho nó sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ làm cái thứ hai. Mẹ Hằng có trợ thủ đắc lực phụ lột chuối nữa nè. Trời ơi, bà lột ra để bà ăn các bạn ơi. Rồi nó giúp mẹ bỏ lên cái miếng màng bọc thực phẩm này nha, để mẹ ép nó ra. Bỏ dừa dữ lại nè. Ơi. Ui khô quá. Ừ,
Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và cho hộp kem này vào ngăn đá. Đến khi nó đông lại mình sẽ lấy ra ăn cho các bạn xem nha. Đây là những cây kem chuối đã được ở trong tủ đá qua một đêm. Nó đông cứng ngắc lại rồi các bạn ơi, ngon lắm nè. Còn đây là donut, donut đang ăn sáng này, chuẩn bị đi học. Ở bên Mỹ không có được nghỉ Tết ta nên dù mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì cũng phải đi học. Donut sẽ ăn thử kem chuối, ngon không con? Ngon, ngon. Ngon không con? Đây là món tuổi thơ của mẹ đó. Donut gợi ý là lần sau bỏ thêm chocolate lên trên nữa, giống như là chocolate syrup, xong rồi xịt 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 lên trên để cho nó đông cứng lại với kem á các bạn. Chắc cũng ngon ha. Breakfast. Hôm nay ở ngoài trời có 4 độ C thôi. Đây là trang phục mặc đi học của Donut. Các bạn coi Donut có cái mũ dễ thương không nè. Mũ này ở đâu vậy con? Dạ, bà ngoại mua tặng cho con. Bà ngoại tặng cho con hả? Cảm ơn bà ngoại. Rồi bây giờ mình đi học nha. Donut mặc ấm lắm nè các bạn, đừng lo. Con đi học đây.